cuối của chương trình ngày hôm nay. Let's go! Nào, cùng Dịch Chuyển sẽ đưa các bạn đến với một điểm đến mua sắm tiếp theo, phù hợp dành cho các chị em phụ nữ. Được thành lập từ năm 2007, hơn 10 năm phát triển, Chiclen tự tin là một thương hiệu tên tuổi trong ngành thời trang, đặc biệt là thời trang công sở. Với nguồn cảm hứng thiết kế theo phong cách thời trang Pháp, các trang phục được thiết kế đơn giản, chủ yếu với một gam màu, nhấn mạnh vào sự sang trọng, lịch sự. Các mẫu trang phục đều được thiết kế hướng tới phù hợp nhất cho các chị em văn phòng như đầm, sơ mi, vest. Đặc biệt trong năm nay nổi bật là những mẫu áo dạ hai mặt, với tất cả các chất liệu dạ được nhập hoàn toàn từ Ý, được khâu tay trong vòng 72 giờ để tạo ra một sản phẩm. Bên mình đường may rất là tỉ mỉ, cẩn thận, cầu kỳ. Nhưng hầu như cái sản phẩm bên mình là làm bằng thủ công bằng tay. Những chiếc áo măng tô rất là đơn giản thôi, nhưng nó có thể mix đồ rất là dễ, mix kết hợp với được cả đầm, quần, sơ mi. Tức là nó có thể làm cho mình kết hợp rất nhiều trang phục. Mình thấy là đồ ở đây nó rất là phù hợp với cả dân công sở như mình. Khi khoác lên mình cảm thấy rất là sang trọng, tự tin. Với sự thay đổi liên tục theo xu hướng thời trang qua các bộ sưu tập, dù đổi mới nhiều về chất liệu cũng như kiểu dáng, nhưng vẫn luôn giữ được nét cổ điển, quý phái của thời trang Pháp. Mức giá phù hợp, dao động không quá cao đối với một dòng sản phẩm cao cấp, chúng ta có thể dễ dàng lựa chọn với 13 hệ thống showroom tại miền Bắc. Hy vọng chương trình ngày hôm nay đã mang tới cho các bạn những thông tin hữu ích. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các số Let's Style nào cùng phong cách tiếp theo.